Trẻ đột nhiên đi ngoài ra máu thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào? Thì đây là một tình trạng của rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Và video này bác Đạt sẽ chia sẻ với các bạn những cái khía cạnh, những cái nguyên nhân, những cái góc độ của cái việc mà trẻ tự nhiên đi ngoài ra máu để các bạn có cái hướng xử lý kịp thời. Và nếu như các bạn mà không theo dõi cái video này thì khi mà con bị như vậy chúng ta sẽ lúng túng không biết làm như nào cả và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con. Và bác Đạt mong rằng các bạn hãy xem hết cái video này. Phải chia sẻ cái video này đến tất cả các bạn bè, con nhỏ của các bạn vì đây là một video vô cùng quan trọng và cái tình trạng này nó cũng khá là phổ biến, đúng không ạ? Thì đầu tiên ý, các bạn biết rằng gì ạ? Cái việc mà đi ngoài ra máu ý, thường thường thì nó sẽ do cái việc gì ạ? Nứt hậu môn. Đấy. Tuy nhiên là cái ví dụ máu là máu tươi do dòi, đúng không ạ? Đấy, thường thường là nứt hậu môn. Thì nứt hậu môn ý, thì nó thường liên quan đến các bệnh như táo bón. Đúng không ạ? Táo bón tức là cái phân ban đầu ấy, nó đi nó quá cứng, nó đi ngoài nó dặn rất là lâu và khó, và mặc dù phân phía sau là nó mềm nó nhão nhưng mà phân đầu tiên nó cứng, nó to như cái này này, nó to hơn cái này, đấy thì nó khiến cho bé bị đứt hậu môn và chảy máu và nó đi nó rát, nó khóc, nó khó chịu. Thì thông thường như vậy. Và cái thứ hai là nó do viêm ruột, thông thường là do viêm ruột, đúng không ạ? Tức là do viêm là gì ạ? Do cái tình trạng là nhiễm khuẩn đường đường tiêu hóa, đúng không ạ? Có thể do bé ăn các cái đồ ôi thiêu hoặc là gì ạ? Trong ngày hôm đó thì bé bị làm sao. Thì hôm nay bác Đạt sẽ chia sẻ với các bạn các cái nguyên nhân gây tình trạng đó và một số các biện pháp để xử lý. Nhất này, nếu như con bạn táo bón, đúng không, biết ngay, nhìn nhìn cái biết ngay bé đi làm sao, phân nó cứng, đúng không, nó rắn như phân dê, phần rắn như phân dê là nặng rồi. Đấy, có những bé là gì ạ? Đầu phân nó rất to cứng nhưng mà phía sau nó vẫn nhão, đó cũng như là tình trạng táo bón. Đấy. Thì bác Đạt đã có một cái video là gì ạ? 7 bước điều trị táo bón triệt để, đúng không ạ? Và các cái lưu ý khi các bạn điều trị táo bón cho con thì cái video đó vô cùng hay, rất là hay, rất đơn giản, bác Đạt đã nói rất đơn giản để các bạn có thể áp dụng và làm được ngay. Tất cả các cái video trên kênh YouTube của bác Trương Minh Đạt ấy đều là những video thực chiến và để giúp các bạn xem ấy là làm được ngay, là cải thiện ngay. Đấy. Cho các bạn nhớ đừng quên subscribe kênh YouTube bác Đạt, đúng không ạ? Đấy. Thì có 7 bước điều trị táo bón này, xem video đó này, tìm này, 7 bước điều trị táo bón gạch ngang Trương Minh Đạt nó có ngay. Thì cái bước quan trọng nhất ấy mà các bạn hay sai lầm ấy trong điều trị táo bón ấy đó là gì ạ? À, các bạn phải thụt phân đi. Nếu bé nào phân dê, tức là gì ạ? Nó nhiều ngày không đi, nó cứng, nó hút hết cả nước trong phân rồi nó khô thì phải thụt để cho nó dễ đi, để nó không bị chảy máu, nó không bị rát hậu môn thì nó sẽ đi, nó không sợ, nó không dặn, nó không nhún như này nữa, có đúng không ạ? Đấy. Rồi sao ạ? À, thụt như vậy để giúp cho bé dễ chịu hơn và bé sẽ nhiều hơn. Và song song với cái việc mà gì ạ? Chúng ta thụt phân đi, thụt tháo phân đi, đúng không? Ra ngoài cái thuốc mua cái thụt thì bác phải dùng gì ạ? À, dùng men vi sinh Zimbi. Đấy, được chưa? Ngày 4 gói, sáng 2 gói, tối 2 gói. Đấy, để giúp làm gì ạ? Nó giúp cho cái nhu động ruột nó hoạt động bình thường, nó giúp cho quá trình tái hấp thu nước ở đại tràng nó sẽ diễn ra bình thường, nó không làm khô phân nữa. Đấy, bên cạnh đó này phải dùng tiếp này, dùng tiếp nó là cái Zimbi Spring, đúng không? Zimbi Spring là gì ạ? À, nó giúp cho mềm phân để phân đi dễ hơn. Và nếu như phân mà phân dê rồi thì các bạn phải dùng thêm một cái chất nữa, đó là lactulose. Cái lactulose đấy là để giúp làm mềm phân đấy, bộ ba sản phẩm làm mềm phân, cái đó là phải làm ngay nhá, không thất bại ngay, được không ạ? Thì cái bước sau nữa các bạn bắt đầu nói rất là kỹ rồi, nhưng mà ba cái bước đầu ấy là bộ ba sản phẩm để làm mềm phân ấy, nó cực kỳ quan trọng và chìa khóa cái key nó nằm ở đấy, đúng không? Phải giải quyết cái cấp tính đã, thì bộ ba sản phẩm đấy nó giải quyết cấp tính, được chưa? Đấy, và cái quan trọng thứ hai này phải kiên trì. Không kiên trì không làm được đâu các bạn ạ, nhá. Có rất nhiều bạn thất bại vì không kiên trì vậy thôi. Đấy. Và cái phác đồ của Đạt ấy nó cực kỳ hiệu quả và những bạn nào kiên trì nó sẽ thành công, còn không kiên trì thì sẽ không thành công được chưa? Đấy táo bón. Cái thứ hai là viêm ruột. Viêm ruột là do nhiễm khuẩn. Thì cái nhận biết nhiễm khuẩn này, bé có thể có sốt, đúng không? Phân đi ý, thì nó dạng nó có nhầy, nó có nhớt và lẫn máu. Máu đây là không phải máu tươi mà là dạng máu lờ nhờ máu cá, đúng không? Đó là tình trạng bị nhiễm khuẩn tiêu hóa, đúng không ạ? Thì nhiễm khuẩn tiêu hóa ấy, thì các bạn hãy mua quyển sách Những đứa trẻ lớn lên không ốm của bác Đạt, đúng không? Trong đó bác Đạt đã hướng dẫn là gì ạ? Khi mà bị nhiễm khuẩn tiêu hóa thì chúng ta sẽ dùng loại kháng sinh nào, đúng không? Ưu tiên loại kháng sinh nào? Những bạn nào mà theo dõi kênh YouTube của bác Đạt cũng như là fanpage Trương Minh Đạt Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa. Đấy, hoặc là sở hữu cuốn sách Những đứa trẻ lớn không ốm thì các bạn biết là gì ạ? Kháng sinh như nào chuẩn, đúng không ạ? Cuốn sách này là cuốn sách duy nhất giúp các bạn nuôi con không được tổn kháng sinh. Chắc chắn như vậy. Cuốn này nó vô cùng là gì ạ? Đầy đủ cho các bạn biết phải làm như nào. Thì cái tiếp theo này, có thể là bé bị polyp đại tràng. Polyp là cái gì ạ? Tức là có một sự tăng sinh bất thường ở cái niêm mạc tế bào đại tràng. Thì thực ra cái polyp đại tràng ấy thì đối với trẻ em nó ít gặp hơn, rất là ít, tại vì đối với này là tương chủ yếu là đối với trẻ, đối với những người lớn thôi, là trên 45 tuổi, 50 tuổi, đúng không ạ? Thì thường hay bị. Thì cái biểu hiện ở dưỡng tiêu hóa này, đau bụng này, đi ngoài ra máu này và rất là buồn nôn, nó là polyp đại tràng. Thì cái trường hợp này nó rất là ít nhá, đa số rơi vào tình trạng táo bón hoặc là nhiễm khuẩn tiêu hóa thôi. Đấy. Rồi, tiếp này, nó có thể dưỡng đạm xơ bò.
Đấy, con bạn vì một lý do đó ấy, là gì ạ? À, dùng sữa bố mẹ rồi mà bây giờ bạn muốn dặm thêm sữa ngoài, nhưng mà chúng ta không biết rằng gì ạ? À, con mình bị dị ứng đạm sữa bò thì uống đạm sữa bò vào ấy, nó có thể là rối loạn tiêu hóa và nó có thể gây tình trạng gì, đi ngoài ra máu. Đấy, thì lúc đó bạn thấy gì ạ? Bây giờ đang bú mẹ bình thường đúng không? Tự dưng mình cho dùng sữa bò hay sữa dê nó đi ngoài ra máu luôn thì là do sữa, ta bỏ sữa, chúng ta loại bỏ sữa đi. Và loại bỏ sữa ấy, thì nó hết ngay phải không? Nó đỡ ngay. À thì mình kết luận gì ạ? À thì hóa ra do sữa và hóa ra con mình bị dị ứng đạm sữa bò. Đấy, thì khi mà dị ứng đạm sữa bò ấy nó còn có nổi mẩn xung quanh này, nó đầy bụng đầy hơi này, nôn này, ói này và đi ngoài ra máu, đó là những dấu hiệu thì các bạn nhận biết thì loại bỏ sữa ngoài thì đó là đúng thôi. Chúng ta hãy dùng sữa đạm thủy phân hoặc là dùng sữa đậu lành để thay thế, được chưa? Đấy. Đấy, tiếp theo này. Tiếp theo là trường hợp này rất nhiều người gặp này, đối với trẻ dưới 2 tuổi là tỷ lệ rất là cao. Đó là bé bị lồng ruột. Lồng là như nào ạ? Các bạn nhớ đây, đây là cái ruột này. Đây là cái ruột này đúng không ạ? Thì cái ruột này vì một lý do nào đó ấy, thì nó lồng vào nhau như này. Đấy, đúng không ạ? Bình thường ruột như này đúng không? Bình thường nó đấu dài như này. Xong vì một lý do nào đó ấy, thì nó lồng vào nhau như này, lồng nó trượt vào nhau như này. Đấy, thì nó gây ra tình trạng lồng ruột thì bé đau bụng dữ dội, nôn ói và đi ngoài ra máu, đúng không? Tức là tự nhiên bé bị như vậy. Thì trong các trường hợp đó thì bạn phải cho bé đi khám, đi kiểm tra ngay thôi. Đó là cách tốt nhất để xử lý, phải không ạ? Rồi sao ạ? À bé bị thiếu vitamin K. Thì thực ra đối với trẻ mà có một cái hệ vi sinh khỏe mạnh, tức là bé tăng cân bình thường ấy, thì cái tình trạng thiếu vitamin K rất là hiếm, rất là ít. Tại vì sao? Tại vì khi mà tiêu hóa của bé nó tốt, tức là gì ạ? Cái hệ vi sinh có lợi trong ruột già ấy, nó sản xuất ra vitamin K. Đó cái đầu tiên. Cái thứ hai ấy là gì ạ? Trong đối với trẻ em ấy là chúng ta bổ sung vitamin D3 đúng không? Và K2 thì đó cũng là một cái vitamin nó bổ hỗ trợ, nó bổ trợ rất là nhiều, có đúng không ạ? Đấy, thì cái việc mà bé khỏe mạnh thì nó rất là hiếm để xảy ra tình trạng mà bé bị thiếu vitamin K. Nó rất ít gặp. À, trong những cái nguyên nhân mà nhiều nhất ý, khi mà trẻ đột nhiên ra máu ấy, và chỉ có một trường hợp này, bé bị lồng ruột hoặc là bé bị polyp đại tràng, đúng không? Đấy, thì chúng ta cần đưa bé đi khám kiểm tra để xử lý kịp thời, để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. Lồng ruột chắc chắn đi rồi, không có lý do khác cả, phải đi xử lý mới được các bạn nhá. Đấy, thì đó là các cái nguyên nhân và cách xử lý khi mà con bạn tự nhiên đi ngoài ra máu. Đó, phần nào đó các bạn cho rõ comment dưới video này. Bác Đạt sẽ làm thêm các video khác để chia sẻ với các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Bác Đạt để theo dõi các video tiếp theo. Ở trên kênh có khoảng 500 video cho các bạn. Đó là những phác đồ, những cái hướng dẫn, những cái quy trình để giúp bạn nuôi con khỏe mạnh hơn, tăng cân tốt hơn, sức đề kháng của bé tốt hơn. Và quan trọng nhất này, bé sẽ ít dùng kháng sinh và không phải lạm dụng kháng sinh, không phải dùng những cái liều thuốc xanh đỏ tím vàng, nó ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe của con bạn. Đúng không ạ? Nhất là những bé nào mà gì ạ? Ốm dai dẳng tái đi tái lại, viêm tai giữa, viêm họng vân vân đúng không? Mà dạ xem các video của bác Đạt thì đã có một kiến thức rất là cơ bản, rất tốt rồi. Rồi xin chào các bạn và chúc các bạn nuôi con khỏe mạnh.